Thu Yên xin mến chào cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Tiếp tục với clip của cô Tú, lần trước Thu Yên có đến thăm thì hôm nay thì Thu Yên cũng sẽ tiếp tục chia sẻ về hoàn cảnh của cô Tú. Và lần trước thì Thu Yên cũng đã đến thăm và trao cho cô một cái khoản tiền, rồi thì Thu Yên cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân. Cũng như cô thì chúc cho các mạnh thường quân thật là nhiều sức khỏe và cảm ơn các khán giả và các mạnh thường quân đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh. Cô Tú thì nãy mình đang thấy là đang cho cháu ăn nên là chắc là mình ngồi đây chờ một xí để cô cho em ăn xong rồi mình sẽ chia hỏi hỏi cô rõ hơn về những cái tình tiết mà lần trước Thu Yên có hỏi nhưng mà mình cũng không hỏi kỹ nữa. Thì bây giờ chắc Thu Yên cũng sẽ hỏi những cái thắc mắc mà Thu Yên cũng như các cô chú anh chị cũng thắc mắc như con nghĩ vậy. Đây cái gian bếp mình đây ở cô ha. Bếp đồ mấy cái đồ này là cô xách hết từ dưới nó Tất lên cả nè. anh em xấu hết rồi, còn bữa nay con có mua gì không, Đây cái túi sợ đồ nghề của cô đây đúng không? đúng rồi, nhưng mà giảm biết ai mà con biết sao rồi. Một bộ sơn keo rồi. Sơn con vật mấy cây vẽ nè con. Cô làm sơn móng này được lâu chưa? Trời, cô làm mấy chục năm rồi đó. Ở đó cô làm, cô chưa có chồng luôn rồi sao là cô nghĩ thời gian cô làm lại. Chung cái nghề này cô cũng thích lắm, không có bỏ được. Tại cũng vui cái làm mà sơn Con chắc là do Thu Yên con gái nên mình thấy những cơ. cái bộ móng này mình cũng kiểu Yeah. thích thú hơn so Còn với đây là cô những bỏ kèm trong đây, cái đắp móng giả, như đắp móng giả cho người ta mới phải mua này, nhiều người không có khác móng đó, phải đắp. là đắp lên cái móng tay Đúng đó hả rồi, cô? phải rửa cái mình dán keo lên. Nếu đắp Đẹp quá. món giả lên thì ăn mắc tiền hơn chút, lấy người ta thêm mấy chục ngàn vậy đó. Nói chung cô làm rẻ hơn ta dữ lắm. Dạ, đây người con cắt ở đây. Đây cô cho ăn gì vậy? Là Muốn cái măng á, bún muốn măng lại á. đó hả? Cái nước là cái nước nước lèo người ta cho cô hay sao? Có thì mua vậy mua 10.000 đó. Rồi cô về cô chia ra cho nó ăn cái đó để dành tối cô hâm lại cho nó ăn. Là hồi trưa đi cô ăn gì chưa? Đó cô ăn với lại ăn chén cơm với cháo nè. Đây là ăn cơm với cháo rồi. Ui. Để cô mua chai nước tương nè, với chai nước Hai chai này ăn tháng nay rồi đó. mắm. Còn mấy cái này nước phải chảnh, cô mua sẵn còn dư cô đem theo á, Để đem tỏi rồi. theo rồi. Thôi cô cho nó ăn đi rồi đi cô cháu mình nói chuyện sau à. Đây Dạ, cái ăn đồ mà miếng nữa Thu đi Yên nó thấy tới đây có con. Dạ, thôi. cái này cái gì ta, cái gì để cho em bé tắm phải không, Thao cái bé thao đó con. tắm Thao cho em bé tắm. như là như mình xài ở dưới này là chính rồi đúng không cô, chứ không có xài trên này. Không, trời ơi, leo lên xuống mệt đúng rồi, cô cũng bị đau khớp á. Nó nghe mấy cái thuốc này thì bà chị cô đem bên Mỹ về nè, có sao cô nói vậy bà cho nè. Uống ngày 2 viên là chị về não, tại cô bị thiếu máu não nữa đó. Chị về não với lại tim, như nó làm cho mình cơ Nâng thể cấp cơ mình thể rồi, phải cấp thể. xương sốc nữa, như nó chị bá bệnh ngày chỉ uống 2 viên thôi. Và từ bữa cô uống giờ cái cô buồn đó, cô cũng ngưng, ngày cả tháng này cô uống tiếp ngàn viên thuốc có bự vậy nè Ồ. con. Thôi thôi cấp cấp Đó, cấp đi con, cấp đi để nghe dành bà làm đó. gì bà cho đó. Mình sinh hoạt đồ quần áo. Quần áo thì mấy bà cho lúc quần áo sắm lúc Tết 2021 á, rồi mấy bà sắm cho cô nghe, cô mặc đồ kỹ lắm. Còn này bà cho cô là đồ của bà cho cô, nó nghe đồ này của Đó là mấy gì 2021, bây giờ là 2 năm rồi chứ. hơn 2 năm, 2 năm rưỡi rồi Hơn đó 2 con, năm mà thấy lúc mới ra. 2021 bà sắm cho cô đó. Nói chung cô mặc đồ kỹ lắm. Nào bà còn cho cô đồ trong đây cũng một cái đống này, tại vì cô chưa sạn ra đây nè. Nó thiệt cái con đồ nhiều lắm nè, áo ghim bên bản bà cũng đem gì bà cho cô, có sao cô nói vậy cô muốn nói thêm thôi thiệt đó, muốn gió bà đem gì cho cô đó. Rồi mấy quần anh nó có ngay đồ bộ này thì 35.000 bà mua cho cô 5 bộ. Bà nói đồ rẻ quá tao mua cho mày, cứ ngay có sao vậy bà mua cho cô 5 bộ là 35.000 bộ đó. Bà nói ở Ăn xong bà nói chưa? chợ nào bà thấy rau bán rẻ quá, bà thấy gì bà mua cho cô 5 bộ. Ăn xong, cô cho nó ăn xong chưa mà Rồi thấy đi xong rồi chợ đó ăn con. xong rồi hả? Tại vì sao nãy nãy nó trước khi nó đi nó bú cái bình như vậy, nó bú cái À, bình. lúc nãy đó bình bình lại ngồi với chị Uyên đi ha, Ngồi 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 với ngồi cô đi chạy quanh con, quanh đi không ngồi mà đàng hoàng đi. ngồi chị Uyên ngồi ngồi gọi tí Má không, trời mưa nữa, nó bão bão. ý nó muốn mở quạt nó nực, nó chịu không nổi là nó vậy đó. Thằng này nó chịu lạnh hay lắm. Cô qua thì lần trước đó, khi mà cô cháu mình ngồi lên chia sẻ này thì cũng có cái có vài chỗ thì con cũng thắc mắc mà cũng không có tiện hỏi cô, lúc đó mình đang nghe cô Nói kể thì mà sao cô biết đến kênh của con vậy ta? thì cô coi mấy năm nay rồi, cô coi mấy năm nay cơ. Cô có lưu tên của Di á Dạ trong cái
cái máy của cô lâu rồi. À, thì nói chung là cô cũng biết đến kênh Vua Phước của con đó, rồi cô nên coi có liên nhiều hệ nhiều kênh lắm chứ không phải có cái mình, hoàn cảnh nào đúng mà cô rồi. coi mà cô nhớ ấn tượng không? Giống như là cái bé gì bé chuột cái gì đó, có bé tí gì mà mẹ nó cũng cho đi cai đó, robot cho đi cai, mẹ nó cũng cái robot hay lại cho sữa cho đồ đó, thằng đó thấy thương tình tí một tí gì đó, cô coi cái kênh đó nhiều nhất. Này tập này tôi lại không có nhớ Nói chung là cô coi nữa. robot rồi đi cứu mấy người già bệnh neo đơn, rồi mấy người bị con bỏ rơi này cái nọ không nuôi á. Nói chung là cô biết robot này là 3 năm có rồi 3 năm ngó rồi, đây cũng là một đó. khán giả đồng hành cùng kênh khá Trời là ơi lâu. cô coi nhiều lắm, cô coi viết chậm khôn la cô luôn. Sao má con giống cô á, má con coi kênh của tụi con là má con là cũng một khán giả xem kênh cũng mấy lâu rồi, sau này con lại có bén duyên với lại kênh đây. Nãy cô coi là có ấn tượng cái tập là Cái mẹ của bé gì mà bé tí bé gì tí cái thằng tí dễ thương lắm, mơ lúc lo thỉnh thoảng lại cái cho sữa cho tả cho đồ dữ lắm, mẹ nó cho đi cai một thời gian đó. rồi hoàn cảnh gia đình mình mà nãy ông nghe là cái anh mà anh con cả của cô á, thì bị đấy là mình cũng có chết trong cái hôn nhân và gia đình rồi đấy là Vậy nè, giống như là nó hồi đó nó cũng có cặp một con bé trước là tên con dân, tôi không hai cần đứa nói rõ rồi tên giờ luôn rồi nó kỳ ở cũng được mấy năm rồi, tại vì nhỏ kia nó cũng có bộ bỏ con cô, và thằng này nó đang thất tình nữa rồi nó mới gặp mẹ thằng này nào thanh niên mà đang buồn mà sáp vô anh cho đỡ buồn, là không ngờ mới lòi thằng này ra và lấy mẹ này, cô đâu có biết, ngờ mẹ này lấy mẹ này là hư luôn, bên gia đình mẹ này toàn là hư sao cô kể đó đen. là đâu có liên mẹ nó là ăn chơi mà còn Mẹ cái này chị có cũng đó, có con cô lấy mẹ nó con mới hư luôn luôn, cô nói thiệt đó, bởi con mới hận gương mẹ này lắm. cái chị này thì Đó làm gì cô? hồi đó giờ nói chung là làm mình nghe sớm nó kể là đó giờ nó ăn ở không không, rồi nó lấy chồng thành chồng toàn là bán vậy không đó, bán hàng, còn chồng nào cũng ở tù, Chồng nào của chị cũng ở tù. ở tù hết, ba chồng ở tù hết, ba chồng tại vì cái bán cái đó mà bán thì phải dướng vô, và tới con cô mới chơi chơi xong rồi không có tiền rồi đi làm bậy làm bạ thì ở tù không chứ sao, lấy mẹ này thằng nào dướng vô cũng ở tù hết, ba thằng ở tù hết. Mấy đứa con mai sao mà cô biết đến là cái quá khứ của chuyện này rồi? Mới đầu cô không có biết là nó có con, nó có trời đẻ thằng này cô mới biết, cô qua cô nuôi Nhưng mà sao biết? mỗi ngày cô qua cô thăm, cô thấy chị của thằng này sao nằm trong cái nôi nữa, nghe nó cách nhau có nhiêu lâu đẻ được này nữa đó, thì cô tưởng nó là bà ngoại này đẻ, cô nói trời bà xui là bà già bà con đẻ đứa em bé này nữa trời, cô nói trong lòng tính chừng cô nghe ta nói bà biết nhỏ đó con ai không, con cũng bé Thanh đó, là mẹ nể bệnh kêu bé Thanh đâu mà con nói ủa nói sao ngồi nhỏ xíu nói thì nó vừa đẻ nhỏ xong nó bỏ cho mẹ nó nuôi rồi đi lấy con bạn vợ đẻ cho bạn cục đó, hiện giờ con bé Sưng với lại thằng này là cách nhau, với Sưng lớn này chỉ có nghe nói chưa đầy 13 tháng, như đứa tao nâu đứa lôi đầy tháng, Là đến đây là chia tay cái người chồng trước là không biết lâu là cũng mới thằng kia ở tù mẹ mới sáp qua con cô là người thứ là con là chồng hai đó, đồng hai chồng đó, nhất chồng nhất chồng nhất cũng ở tù luôn, chồng nhất ở tù nó cứ án tới 17 năm rồi cũng bán hàng Rồi con cái là cô biết không? và con cái thằng lớn đó cô cũng không có biết, cũng chừng sau này cô mới qua cô đem đồ ăn qua cho mẹ ăn này nó đẻ mà, rồi cô đem đồ ăn qua cho nó thì cô nghe con nhỏ em út của nó mới nói gì nè, à bữa nay Tiến về chơi là anh hai của nó nữa đó, là chồng chứ Tiến về chơi cái cô nó uống Tiến nào chừng nó thì con của chị Thanh luôn nè, bạn nhớ em út nó mới nói cô mới hết hồn, cô nói Hết vậy vậy hồn cái chưa? cô hỏi bé đó, bé Thảo là em đó đó, của Thảo bộ chị Thanh có tới ba hai đứa con đó nha, Tiến này nó ở với bà cố không à, chị Thanh giao bên đó rồi lâu lâu có ngoại về là kêu Tiến về chơi, thì sao là cô mới lân la bên đó cô ngồi cô qua đem đồ ăn nè, mấy người kia mới kể là ba anh chồng ba đứa con rồi đó, rồi cô mới biết. Lúc đó cô biết tin như vậy là cảm xúc cô lúc đấy như thế nào? Hiện giờ nó lỡ giờ đẻ này ra giờ có nói gì được đâu, và cô có hỏi con cô vậy nè ủa đâu rồi mày đi lấy nó vậy, mà mẹ không biết nó có chồng có hai ba đứa con sao đâu, nó chờ con cũng không biết nữa mẹ, tính chừng con về nhà nó con ở con mới thấy em bé Sưng, con hỏi nó nói là con của ai, nó con của anh hai nó chứ không phải con của nó, Là cũng nhưng giấu mà luôn ở đó. thời gian là nó cũng lòi ra con mới biết đó, Hai anh chị là quen được lâu tính đâu có lâu lắm đâu ta. không có lâu là nó có bầu này đó,
Tính lúc mà biết ba ba là chồng lại sốc với con. Rồi sau sau đấy là chị có, khi mà có đứa thứ ba này là em Bi thì chị có phụ cô chăm sóc rồi Trời, nó ăn ở không không cô nuôi không, nếu con không tin cô qua, con qua bên đường cô hỏi không? cô nuôi không, hai chồng không làm gì, cô nuôi với mà chị em cô chửi cô luôn, nó mày mày dung dưỡng tụi nó quá mà để cho nó đi làm, nó hứa với cô đi làm với cô nó không đi làm có sao, cô nói vậy cô con nhỏ em có lúc nó cho cô 500 đô, có sao cô nói vậy, nhỏ em nó cho cô 500 đô, nó kêu bà gái kiếm gì buôn bán đi, mình mới vừa đi đổi 500 đô được còn mấy triệu là mượn cô 2 triệu, nó để nó đi làm giấy tờ, nó đi xin đi làm, hai chồng nó chụp chứng minh nhân dân, cô cũng thấy đưa hai chồng 2 triệu bạc, chứ cô đâu biết hai chồng luôn đâu, sự thật cô không biết, Là cô lo cho Bi là trước giờ là hai vợ chồng cũng không lo gì được cô đó. lo không đó, sữa tã rồi đồ ăn vợ chồng cô lo này, cô lo luôn vợ chồng nó, đồ ăn cô đem qua tấp nập cho nó ăn, cô nấu xong cô phải đem qua cho vợ chồng nó ăn, Và cuối cùng là từ rồi nó mà ngay nó có sao nó vậy, bà xui bà nó la cô, bà nói chị lo cho nhỏ chị lo cho nó làm gì, nó lớn tự nó kiếm ăn đi, chị lo như vậy đồ ăn nào chịu nổi, tiền nào chịu nổi, chị lo như vậy nó không chịu đi làm ăn gì hết, nó nghe bà cũng la cô mà con làm sao mình bỏ được, thì khi nó không có ăn mình phải đem đồ ăn qua cho nó ăn, gạo thóc cô chở qua 5 kg 10 kg gì đó, nó như là mình lo là mình không thương con quá mà mà thì cuối cùng đó là nó nó cũng cũng không vậy được. đó, Cô kể là còn đứa con nữa, là còn rồi anh thứ là hai thì sao cô? vậy là thì thứ hai ở tù đó, thì cái thằng thứ ba ở bên Mã Lai, Trời, là cô có hai, con hai là con đầu đúng không ạ? còn hai là con đậu À, là con ba này đầu đó là con, người con thứ hai của cô là người con đang đi thi hành án, không, người con thứ ba đi thứ ba đó. đang làm Mã Lai đó, Là ở Mã Lai làm, là Mã chính nhờ Lai vợ với cô nó ngay ở dưới ngoại không à, ở dưới ngoại rồi từ lúc ngoại mất nay 6 năm là như thỉnh thoảng là cô cũng dòm ngó nó, hồi đó giờ nói chung là má cô nuôi nó không chứ cô không có nuôi, và từ lúc mà má cô mất 6 năm nay á là cô cũng dòm ngó nó, giống như là lúc nó có tiền thì cô không thấy đâu á, nó không tiền thì nó lủi đầu về nhà mình phải lo cho nó, Nhưng mà như cô nói là con là anh có giới tính đúng không? Từ đúng bé rồi đó, thì là từ bé luôn hay là từ xong bé luôn 3 tuổi rồi nó hiện ra rồi, lúc 3 tuổi rồi nó có cái bản chất đó rồi, Rồi quan hệ của cô với anh thì có thân thiết hay là có chia sẻ gì với nhau không? như khi nào mà cô ghen gì nó cô khóc lóc nó nói chờ mày làm tiền quá trời, làm Mã Lai tháng 5-60 triệu mẹ ít lắm mà cho mẹ 3 triệu tháng cũng được phụ mẹ nuôi đi, cô nói dữ lắm nói ế lắm mà bệnh làm gì không có được gì hết, cô nói dữ lắm nó gửi cho được 500 triệu chứ đó giờ chưa giờ mà cầm được 3 triệu cho 1 triệu với 500 Là lâu giờ cái quan hệ của cô với anh là cũng có thân thiết không cô? ít thân thiết, nó ngay là cô á, là cô thân ba này hơn, nó ngay cô thân ba, tại vì thằng nhỏ nó ở với má cô không Má cô là bây giờ là ngoại còn ta? chết rồi, thì lúc chết 6 năm nay cô mới dòm ngó tới nó, và đó là ngay là nó ở với ngoại không, mấy dì nó nuôi nó không, ngoại nuôi không cô mới nuôi nó, rồi 6 năm nay bà ngoại mất rồi nó mới cô mới dòm ngó nó, như cô cũng nấu cơm nấu nước cho nó ăn, rồi nó làm bây giờ nó đi qua Mã Lai nó làm lại rồi, mà cách nay cỡ chừng hơn nửa tháng có, cô nói chờ mẹ xuống đây mà hết tiền rồi bé ơi, nó tên bé mẹ hết tiền là tiền đâu mua sữa cho em, là còn 200 mấy sao sống nổi, và nó có chuyển cho cô được 500 là tới giờ nó khóa máy luôn, Anh có hay về Việt Nam không cô? nó làm vậy đó là 2 tháng nó về 1 lần, 2 tháng nó về 1 lần, nó có làm giấy tờ đi lại Dạ cứ mỗi lần về như vậy là cô có gặp không? về, cái nhiều khi nó giấu cô nữa cô không biết nó về, đến Sao chừng như cái người ta mới nói à, kìa con mày ngồi làm tìm tóc rồi về tới là đi làm móng tay, kêu nó đi làm tóc cái cô mới nói à, bé về nào vậy, cái nó nói cô chứ chờ tôi trốn mà rồi mà cũng đi kiếm tôi nữa, nói vậy đó, rồi cái cô nói chờ mẹ cho mẹ tiền, mẹ không có tiền, cái nó đi về đi chút nó cho lại về, nó nghe nó cho được 500 hay 1 triệu chứ không bây giờ nó cho được 3 triệu, là cũng có nhưng mà nói chung là cô cũng không được con cái mà giúp đúng rồi đỡ đúng đâu rồi, em. tại đó từ lúc xuống đây nó cho được 500 giờ nó khóa máy luôn, nó chặn Zalo luôn, Khi mà cô lo cho nó, cô đang riêng cái này nè. Sau lúc mà chồng cô cỡ với chồng tiếp theo á, sao cô không nghĩ là thôi mình cỡ cố gắng như vậy mình nuôi cháu mình đi luôn vậy? trời ổng đâu cho vô đâu, có mẹ đâu cho vô đâu Vì là cháu đó, thì ổng nói rằng là một là bà trả này về cho mẹ nó, còn hai là như thế nào bà chọn ổng thì chọn bên đây, thì làm sao cô bỏ cháu cô với con cô được,
là lúc đó ông nói nếu là cô ở nhà ổng thì cô ở mình cô thôi, ổng cho ở, ừ. còn có mẹ với lại con cô ổng cho ở, có thì cái thắc mắc gì ổng cũng không? tức là mẹ này với ba này không biết lo như cô lo nhất, rồi ổng thấy cô lo nhất ổng cũng nóng ruột cô, nói rồi ngay rồi vì hoàn cảnh như cô cũng phải ra đi kiên giờ hỏi con kiên giờ cô ở với ổng thì bỏ mẹ đâu, mẹ nó đi rồi làm sao sao mà cô bỏ nó được, rồi cô mới lên đây cái cô mới cũng lướt trên mạng cô thấy kinh, cô tính là coi kinh máy ấm cô gửi nó cô lướt. Bây giờ còn bên nhà ngoại nữa, tại sao cô không có nghĩ hướng là mình sẽ gửi đi ở bên nhà ngoại mà Ngoại nó mang rất là theo? khổ, ngoại nó đang nuôi con chị nó còn không xong, ngoại nó khổ lắm, ngoại nó cũng thiếu nợ dữ lắm, nói thiệt cái con ngoại nó cũng thiếu nợ xã đen nó, ngoại nó trốn trong nhà không, cái đó cô nói Là bên thiệt. ngoại là không nhờ được rồi đó. Ừ, bà lâu lâu bị xã đen dí cũng quýnh cũng tội nghiệp lắm, bà nuôi con bé Sưng với bà muốn chọc đầu luôn. Rồi cô lo hồi nãy cô có tính là cho nó đi vào chỗ khác ở là ở đâu nữa ta? Thì nó ngay bà cô có lướt trên mạng thì cô tính là gửi ở bên Gò Vấp á, có một cái cô đó đó cô có coi mạng dữ lắm, là cô nói là như cô nhận những đứa trẻ em gia đình nào khó khăn nuôi lớn lên cô cũng trả về cho cha cho mẹ hoặc cái ông cho bà, thì bây giờ giống như sau tận cái lúc cô lưu số điện thoại về sau cô kiếm hoài không gặp ở đâu, cái cô mới gặp được cái chùa này nè bên Hóc Môn, cái cô mới điện cho ông thầy nói thầy ơi như hoàn cảnh của tôi vậy vậy, thì ông thầy nói ờ thôi được rồi để 2-3 ngày nữa tôi qua, thì ông nói với 2 ngày sau ông qua đây, thì hôm qua ông cũng ổng vô đây mà ông ngồi ngoài trước qua cái đá đó thì mình cũng kể hoàn cảnh vậy, ông có cho này hộp sữa với 5-4 bộ đồ với cái ba lô cho này đang đi học với bình nước, rồi xong cỡ nửa tháng nữa cô nói thầy chừng nào thầy cất chùa xong thầy cho bi qua ở, ông nói cỡ tháng mấy nữa giờ chị chịu ở bên đây không, à, giữ em bé luôn ở đây được 100 mấy chục bé rồi rồi qua bên đây ở đi, gọi như là ông cũng cho mình ở giữ em bé ông cho mình lương tháng đó, mình cũng đem giấy tờ ông kêu đem khai sinh này ra giấy tờ cô đầy đủ hết ông chụp hình nữa, rồi nửa tháng sau cô cũng hết tiền cô mới nhắn tin cho ông nói nhà thầy nay thầy có sữa thầy cao bì gì đó không, nói thôi giờ không biết sữa gì lại chiều ông con cho được 400 ngàn Là ông cũng nó đi mua có sữa cho thầy nó chùa này giúp đó cho hoàn cảnh của gia đình đó mình đây. thì Còn giúp đó, ông nói là ông cũng nói với mình là những đứa vô mái ấm là những đứa không cha không mẹ bị bỏ rơi, đúng rồi. và còn ông còn bà cha mẹ gửi vô rất là tội nghiệp, ông cũng nói cho mình hiểu vậy đó, nghe ông cũng thương này lắm, rồi ông cho 400 ông cũng chụp hình đó lúc cha tiền cũng chụp hình, và từ bữa nay đó rồi cô xài cho tới nay cô mua sữa mua đồ nãy còn được vậy đó, thì giờ cô cũng quyết định là sự thật là nếu cô gửi nó đi cho người ta đứt đuôi luôn á, cái người kia có đòi giữ là 5 triệu một tháng mà cô sợ gửi người ta ban đêm nó khóc, giờ cô thì muốn là đi về Bình Dương cô ở, cô nói với con vậy đó, vậy thì cô gửi nó sáng đi chiều cô cứ cháu về nó ở với cô rồi cái tỷ nguyên ngày đó đi, tại 6 sáng 7 giờ mình gửi nhà trẻ tới 5 giờ mình mới rước, và cô nhà cô buôn bán rồi cô làm móng vậy vậy như là dẫn như cô cũng cần số tiền để cô mướn nhà trọ với cô làm vốn cô bán tạp hóa thôi với cô làm móng tay với cô gửi nhà trẻ thì cô cái nhà gửi nó đi đêm cũng tội nghiệp nó Đây là giờ là khó, là khó đứa bé thôi, lo cho đứa dạ, bé nó ở đâu nó ở được chứ là nói thiệt với lo cho con mình đó, làm cô được không có thôi. thằng này nghe con, cô ở đợi nhà người ta luôn, cô ở nhà ta luôn, cô khỏi mướn nhà trọ luôn, tháng 8 triệu cô Khỏi giúp việc làm nhà rồi. thôi đó, cô khỏi mà mướn nhà trọ thì thiệt đó. Ở Bình Dương mướn thiếu gì cả, ở đứt đuôi luôn á, Lúc mà cô lên đây á, là cái ở nhà trọ này là ai giới thiệu cô hay sao? cô cũng lướt lên mạng cô coi, cô tưởng đâu Vĩnh Long A nó gần lắm, cô đâu có đấy có lên đây lần nào đâu, cô lướt lên mạng cô coi cô tưởng gần thì cô ấy là cô mới cũng tức chị em một phần chữ cô quá cô cũng tức một phần, cô mới kêu xe ba gác cô đi lẹ 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 rồi chừng đi lên tới đây chọi cái mới đầu đó cô ăn cô 500 nó kêu xa quá anh xin cô thêm 100 gầm xong nó khinh vô đây nó gầm nó là 700 ngàn Là cái đống đồ này là gác xe ba gác chở lên đây, mà là lúc đó là cô cô cũng chưa biết là ở đây nó chưa biết xa như vậy, rồi đó, nó đi trong cái là hẻm. cô với này đi xe gáp đi 150 ngàn đi xe gáp Cái nó đánh đường chợ mà của cô Tú đi á là tôi nguyên thấy là không phải là ở nằm nó ở trục ở cái đường chính, đây là đây đường chính là cái chỗ chùa đó, nhưng dạ mà đi sâu vào nữa mà tuốt ở trong này luôn đó kìa, ở cô đâu có biết xa dữ đâu, mà lỡ không xe biết ba gác xa như chở lên rồi nếu cô biết xa cô đâu có vô đường này đâu, tưởng này không có làm gì được luôn không ai muốn luôn,
khó khó làm móng tay, nhưng mà đứng ở trong này làm một Ở là phải đây đi không, xa ở rồi. đây không làm luôn. Hôm giờ cô ở đây này, cô đã làm được cái lần nào làm móng tay cho người ta chưa? Có hỏi người ta nói ở đây không ai làm. Ở Không đây ai làm móng tay. ở đây toàn dân đi làm kiếm tiền Nên không. là đi qua đây làm móng tay nhưng cuối cùng lại là À, cái bộ đồ ngày nay còn cất tới giờ cái luôn đó. xứ Bình Dương này mà sống được, tại cô ở trên đó lớp mấy năm cô biết. Ừ. Xứ Bình Dương đại nói cô nghe, còn nghe nó cũng là nhiều, nó làm À, cũng nhiều à, đó, rồi. kiểu Nói chung là ở Bình Dương nó công việc nó sẽ ổn đó, hơn là ở trên đúng đây. rồi, Cuối cùng tại cô ở mấy năm mà cô biết. à, khi mà con gặp cô Tú á, thì cô Tú, con thấy cô Tú là một người rất là đẹp nha. Con không, bởi vì cô ở, bây giờ cô ở tuổi trung niên nhưng mà mình thấy cái đường nét là sao đó, thì con mới nghĩ là mới về đèn cô tháng mà đen Tú đuối vậy đẹp xài đấy. Nên là cô Tú cũng có chia sẻ thư Quyên những cái hình ảnh của cô lúc mà cô thời còn trẻ hơn. Đây là cái lúc mà lúc cô nhiêu tuổi 40 à? tuổi, 40 40 nè cô. Quý vị nữa. Đây con thấy đây là hình ảnh của cô Tú mà lúc cô Tú còn trẻ thì cô cũng cho thư Quyên xem. Lúc đây là lúc 40 cô à. 40 nay cô Ừ. 55. Mới 15 năm trôi qua mà thấy cũng có nhiều cái thay đổi rồi cô ha. Trời chứ giữ nó tàn quá trời, cực khổ quá trời. À, sau gia đình mình trải qua được rất là nhiều biến cố, từ cái lúc mà chồng trước, có sự cố chồng trước rồi chồng Ok, sau rồi đến lúc con cái mình rồi lo cho khổ trăm cháu, bề hả? bao nhiêu thứ như vậy á, thì có Đúng khi rồi. nào cô ngồi cô ngẫm lại về hoàn cảnh của gia đình mình đó, của mình Có. không? Ừ. Cô chia sẻ con về cảm xúc của mình được Nói chung là đó, mình với ông nội nó trai gái lớn lên mới lấy nhau. không? Ừ. Thì tưởng đâu người của nó cũng biết làm ăn, chút cuộc gia đình cô cũng giúp đỡ cho làm ăn. Chút cuộc hắn đi làm, hắn lo gia đình, hắn không lo cho tới vợ con. Mình hỏi, ủa sao không chịu phụ vợ con, nuôi vợ con, má cô nuôi không? Nó mới trả lời là gia đình của em giàu, gia đình của tôi nghèo, để tôi báo hiếu cho má tôi. Rồi giá tỷ mình ở nhà nó, mình cũng làm dâu. Nó nghe lại má nó dễ đánh mình như cái banh long này. Rồi nó dí mình, nó đánh, nó đá mình, nó đấm cô mặt mày sưng á, cô mới bỏ cô thôi. Là lúc đó là con cô lớn chưa? Lúc con cô cỡn vậy nè, cô nắm cô chạy không, dí chạy không, nó cỡn bi luôn là quá khứ của mình, người đó. chồng đầu tiên nó cũng Rồi không được còn còn trọn còn vẹn. bé thì bà ngoại giữ, cô mới giữ đó, cô nắm đô ba này này chạy muốn chết, nó dí cô nó đánh không. Rồi đến người chồng thứ hai này thì Nó cũng ngay ông thứ hai ông rất là hiền, cũng ổng rất là hiền, ổng đàng hoàng lắm. Mà tưởng một phần con mình, nói chung là mình cũng bên ai một phần con mình nói như vậy, ổng cũng nóng ruột mình, ổng nói tại sao lo cho nó hoài, nó không có nghĩ tới bà lo bộ, cái gì cũng làm hết. Giống như vừa nấu được ăn phải hầu, nó phải đem qua bển cho nó nữa. cô có thấy là điều gì có mình có cái nuối tiếc gì hối hận mà mình chưa làm được hoặc là mình Nó ngày hôm gậy cô đi cũng có xin tiền ổng, là ổng trước khi đi, trước khi mà chưa đi á, cô có xin ổng 800, cô đi thăm ba này có kiến, tới giờ là cô cũng đi thăm luôn. Ông cũng cho, nó ngày sinh ông cho. nếu mà người chồng thứ hai này là mình Ông cũng có hiển những đàng cái hoàng lắm. à, cô có tiếc khi mà cô phải Trời cái chú ấy nghe tiếc giờ cũng xong rồi. á Giờ có tiếc cũng xong rồi. giờ ví dụ cô lo xong cho cháu rồi mình có nghĩ lại quay lại không? Có, cô có nói với ổng rồi, để tôi gắng tôi kiếm chỗ, tôi bản bi thì tôi đi làm bếp, hay là kiếm chỗ nào ở ổn định đi, rồi gì tôi liên lạc lại với ông. Thì ổng cũng còn giữ Zalo của cô cũng giữ Zalo của ổng, và lâu ổng cũng hỏi thăm cô có sao nó vậy, lâu ổng hỏi ở trên đây làm sao, cô đâu dám nói vậy đâu, có cộng ổng chửi nữa, ổng nói mình đó cũng như con bà rồi, cho bà khổ rồi kia, không có dám than. Hình như mà tôi nghe đầu câu chuyện này á là cái người cô khổ, cô thấy cái khổ của cô đợt này nó bắt nguồn từ đâu không? Cô có ngẫm lại lần nào Thì bắt nguồn từ lúc mà con cô đó, lấy nhỏ này là gia đình cô tan nát không? Ừ. Là từ cái đó, lúc mà đấy đó từ lúc mà ba này lấy mẹ này gia đình cô nó tan nát hết. cô nghĩ lại cô có hận chị Trời ơi nhiều khi cô lúc mà cô tức đó, hả, cô cũng điện thoại cô la cô hét kêu lắm, nói gì mày không, gia đình tao tan nát hết, mày kêu vào lòng, cô cũng nói thẳng với nó vậy mà. rồi lúc đó chị nói sao? Cái nó tắt máy đầu, nó cúp máy luôn, khóa Zalo luôn, mình mới nhắc tới vậy là cúp máy khóa Zalo luôn. Cũng không không có cách nào khác đúng không? Giờ cháu mình còn đây nữa mà lo được, giờ lo vấn đề lớn nhất của Khi cô cô bây giờ tức là đó, lo cái cô nhắn tin đó, cô nói chồng ta bỏ tao rồi ha, gia đình tao tan nát cũng vì vợ chồng mày, thằng Bi, mày 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 để cho tao khổ biết bao nhiêu luôn. Thanh ơi, mày gieo thì qua mốt mày sẽ gặp, như khi tức mình nhắn tin cho nó vậy.
nó chặn tin nhắn luôn. Vì mình tức, mình gào thét lên, mình tức quá đó. Nếu người ta họ, tôi nghĩ là nếu mà ai ở trong hoàn cảnh của cô mà có thể sẽ hiểu được những lời cô nói hơn. Vì một người phụ nữ mà khi mà trước đây mình cũng không đến nỗi nào, mà sau khi là con cái rồi, gia đình rồi lại khó khăn hơn nữa, thì đây là ngày ông có ngày sự thật được. Nha, chồng trước cô bỏ, cô không có tiếc nó một lời nào, cô không tiếc một cái. Ông sao ông rất là tốt với cô. Con tin lúc cô nằm bệnh viện á, 18 ngày đâu ai giữ nó được đâu, có chỉ bà nội sao nó với ông nội ruột nó giữ nó được thôi. Chị cô là cái bà Việt Kiều, cô nói thôi Đặng ơi, Đặng là chồng trước cô tin Đặng nha, mày giờ mày giữ cho nó đi, giờ nó nằm bệnh viện ai giữ bi đây, mẹ nó bỏ đi, ba nó vậy ai giữ. Nó giữ là cô, chị cô trả nó tháng trăm đô nó mới giữ, chứ không có giữ không, ông nội ruột mà giữ lấy tiền đó. Giờ là mình lo cho nó thôi cô ha. Dạ. Thì thì cũng chúc cho cô là thật là giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe. Cô cô thì lo cho nó, cô thì đó cô lo cho vợ chồng con cái, mà cô ngã bệnh ra luôn á con. Cô bệnh cô tưởng cô chết, hôn mê 2 ngày luôn, nằm trong bệnh viện ăn bệnh luôn. Mới đây lâu chưa? Bệnh này trong Tết đó. Thì hên thôi, cô 7 giờ về 5 ngày là cô bệnh đó. Có bả cho bệnh viện là 20 triệu đó. Còn 28 ngàn nữa 20 triệu. Hên là có bảo hiểm á, cũng qua là được đó. Được 10 còn 10 triệu đó. Mình kiểu nó ngay là bả lo cô không. Còn lớp nào này tháng trăm đô gửi ông nội nữa. Giờ là vấn đề mình đó, là chỉ còn đứa cháu này thôi thì lại cái cô cố gắng này thì con không hứa là con giúp được. Nói chung là chú Phúc cũng sẽ làm một cái cầu nối để kết nối hoàn cảnh của cô Tú đến một đến những cái khán giả và Mạnh Thường Quân. Nếu mà cô có duyên với Mạnh Thường Quân nào mà có xin số điện thoại liên hệ hay gì đó thì con sẽ cho được không cô? Dạ, cho không sao đâu con. Thì nếu mấy sim này cô xài là cô đăng ký đó. Có khán giả hoặc là có Mạnh Thường Quân nào biết có chỗ nào mà là công việc có thể thấy là phù hợp với cô Tú, có thể là liên hệ với GoFood giới thiệu công việc đấy để cô có thể là làm gần đây, chẳng hạn gần đây là lo được cho Bin thì cũng đỡ khổ cho người nhỏ lớn lên. Nó trời ơi con ơi, khai xanh của nó mới làm đây mới có đó. Khai xanh nó mới làm chừng 3 tháng nay đó. Nó gần 4 tuổi, khai xanh mới làm đây đó. Bin thì sau Nguyên cũng xin được kết thúc clip này ở đây và hẹn gặp cảm lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Thu Nguyên xin chào cả nhà. Cô cảm ơn hai đứa nha.